Anh Hải rất là tâm lý luôn, nhất chị đấy nha, anh Hải tâm lý. Đấy. Đấy. Nó mới đủ chứ. Ngày xưa nói nghèo thiếu thốn rồi, thằng kia lui ra cũng không có gia đình vợ chồng tao rồi. Ngày xưa này này chụp ảnh cũng hiểu gì cả. Ngày xưa thiếu thốn đói nghèo thì thôi thì không có, bây giờ là anh tặng em xe cũng như là cảm ơn, cũng như là bó hoa là cảm ơn là hay là nói mua được con xe không biết có cảm ơn không. Ừ, trời ơi. Mua chế giả thì cảm ơn cái gì? Mày có nói như thật đi nha. Rồi, anh mày yên tâm. Mà lộ thì tao vạ. Ngày của em mà. Không biết cảm xúc chị như nào nhỉ? Lùi lại. Cái xe này đẹp mình chưa cộng cảnh với cái xe kia nhỉ? To hơn. Kêu đâu vậy? Kêu cảnh báo. Không, chị biết sao? Anh nhìn gương này, nhìn gương bên kia kìa. Đâu rồi? Chị đâu rồi? Chiếc gà đang đứng kìa. Không nhìn thấy ạ? Thấy cái gì? Anh tặng em xe à? Đọc đi, cái gì nữa? Vợ xe ăn tít, nhớ này 183. Chị biết xe này là xe gì không? Sao chị biết? Ba cánh. Cảm ơn thơm nhanh à. Nhanh ờ dạ. Anh có ấy nhanh à, thiếu sót con này là con mẹ đúng không? Con mẹ ôi sao con lại có khác à? Ôi thầy bố bà sao thấy mùi xe mới rồi. Cấm để lộ gì nhá. Anh lấy ấy. Từ từ bình tĩnh, mình cũng phải rút thẳng. Mùi xe mới này, cảm ơn. Xe mới đây này. Bố có xe tại thắng kìa. Anh nhìn cái con xe mới là anh để đang mở dựng đấy, là anh mua con này cho em, tặng em nhân ngày 83. Cái món quà này nó chỉ mang tính chất là tinh thần thôi. Đấy thì tinh thần 2 tỷ cả. Đẻ đái xong đi, xong bắt đầu là đi, bây giờ đang bầu bì thì chưa đi được. Vậy vừa rồi anh dạy em lái xe là để mua cho em đúng không? Sao nữa hả? Thích không? Đấy. Sao thích? Thích như nào? Hỏi câu vô lý nhỉ? Ai chỉ mang ra tính chất tinh thần thôi nhá. Tinh thần 2 tỷ. Anh Hải rất là tâm lý luôn, nhất chị đấy nha, anh Hải tâm lý. Đấy. Đấy. Nó mới đủ chứ. Ngày xưa nói nghèo thiếu thốn rồi, thằng kia lui ra cũng không có gia đình vợ chồng tao rồi. Ngày xưa này này chụp ảnh cũng hiểu gì cả. Ngày xưa thiếu thốn đói nghèo thì thôi thì không có, bây giờ là anh tặng em xe cũng như là cảm ơn, cũng như là bó hoa là cảm ơn là hay là nói. Nó chỉ mang đây là cái này là anh Hải hành động luôn chứ không nói. Chỉ mang về tính chất về tinh thần thôi nhá. Này cho ơi. Chụp bức ảnh nhẹ là quay sửa là rất đẹp nhỉ. Chụp mé đi, đứng mé đi, đứng mé xe đi. Anh đứng mé đi, đứng mé đây, đứng mé đấy đi. Đấy, anh chị đứng mé đấy đi. Okay chưa? Nào, chị không làm gì à? Đây. Chưa em. Ok. Thích không? Thích không? Hơi bất ngờ bố ạ. Thích không? Bố. Đẹp chi? Ok, sao nhìn tao đứng hết khách vậy? Tôi muộn gàng sao hả? Anh ơi, chỗ lên tao đẹp vậy hả? Anh ơi, rồi. Đây. Như vậy là được rồi đấy. Ra khóc dưới này tí em. Nữa đi. Đấy. Ok. Quá lớn. Xin à. Đứng sát vào cái xe đây này. Em phải anh bỏ cái quả. Dựa vào cái xe luôn đi. Đấy, dựa vào cái xe đấy. Đấy, dựa vào xe đấy. Đúng rồi. Chứ của em đi rồi, đúng chưa? Rồi. Bạn bè nó xem quay cho thằng người yêu cũ của em ngày xưa. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi. Này, thả tim. Đẹp luôn đấy anh ạ. Rồi. Đấy. Vậy là giờ mẹ có xe để lấy em thôi đi học okay. Rồi. Ok, chỉnh màu mẹ lên tí đẹp nào. Đẹp sao? Ngay. Hoa của mẹ. Con cứ đòi nào. Ra đây chú bế để cho bố mẹ nào. Sao? Xe là lên xe thử nào. Mẹ lên cho. Rồi, chị lên xe đi đánh cả chị cho. Đấy. Bố cứ dạy mẹ xe rồi. Xe hơi bẩn tí mà. Nào, bố cứ bảo mẹ học lái xe đi, sao bố mới đẻ đá rồi. Để đi mẹ lái. Xe này đi giống xe kêu gọi. Đừng. Cũng côn ra, à không có côn ra. Chị thì ngửi mùi cái xe xem thấy mùi gì đã. Mùi tiền.
Đấy, đúng rồi đấy. Đúng bây giờ nhá, cái xe này thì thôi là để mà anh dạy giả hơn. Cho là cho hai mẹ con vào đây đã để cho hai mẹ con thôi. Cầm cái xe đã. Đây. Đấy, đẹp chưa? Đấy, anh xem đây. À không, mẹ mới sang bên kia đi để bố ngồi đây chụp bức ảnh cho nó đẹp. Đúng vậy, kiểu như vậy thì chậm ngồi. Đúng không? Hưng nói qua chị đã anh. À đây đây đưa đưa ngồi ngồi yên ngồi. Ngồi đây ngồi đấy chụp luôn. Hoa đi hoa đây đi hoa đây. Để bố chụp cho bức ảnh nào. Khoe với bạn bè là gửi luôn cho người yêu cũ chị luôn. Hôm nay mùng 8 tháng 3. Đấy, để vậy đẹp luôn. Đây. Nhìn tao chụp nào không? Chị nè nè cái logo 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 mẹ nha. Logo mẹ nha, cái logo này. Đấy. Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. 10 gì quy. Rồi. Liêng này. Rồi. Ừ. Chụp cho anh, chụp cho anh đứng luôn. Chụp cho anh đứng ở đây. 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 Anh đứng đây. Không, không, để chị cầm như vậy đi. Để chị cầm trong đấy, để un bên trong ấy, anh đứng ngoài. Đây, chụp ảnh tao kiểu đau đầu này đi. Ờ, đau đầu. Cho bố chứ. Ok. Đau đầu. Đau đầu chưa? Kiểu suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Đấy, suy nghĩ. Suy nghĩ trong anh ấy. Rồi. Thì của bố đấy, đừng con ơi. Đừng con. Nhiều bố mà anh ta nhấn như vậy. Ôi, bây giờ mẹ sang bên kia nha. Để sang bên kia đi. Mấy bước nó sẽ làm xong còn đi gần này cả xe. Đi. À, okay. À, khôi, đi rửa xe. Rửa xe. Rửa xe, rửa xe. Rửa xe. Bố này. Rửa xe. Đi trên cái đường lấy xe về đi bụi chị nhỉ. Xe mới đi chẳng phải bụi rồi. Chìa khóa người ta. Chìa khóa của mình mà. À. Này, chụp ảnh. Ngoài đâu? Ở đây. Bây giờ là xem này em mang đi rước hồi đi học rồi đi ấy chợ được không? Chân. Ừ. Đi cho chị, đi cho chị. Chị đưa tao còn gì? Anh đây được này. À thôi đằng kia đằng kia. À đây. Thế là để đâu? Để đây. Đây. Để như này đi. Đấy này che mặt của chị đi. Để dưới. Không cần hoa, để hoa dưới chỗ chân này được. Đấy. Đây, chụp vào cái kiểu như này đi. Ok chưa? Ok. Ok. Yeah. Ok đây, yeah. Nhìn đây. Nhìn đây, chị xem. À. Ok. Đây đây nhìn lu lu trên thấy cô lu không nhỉ? Cắm giao diện hơi buồn. Được rồi. Đâu xem nào. Nhìn chưa? Cả nhà ra cũng yêu thương nhau. Ok đấy. Ok đấy. Thôi. Bố đi rửa xe đi nhá. Bố đi đường xe xa bụi. Thôi nào thôi xuống đi đấy này. Chuẩn bị đi rửa xe để xe rồi. Chụp mấy bức ảnh anh em chụp ảnh không? Có. Đi xuống. Đi chụp xe ạ. Anh ơi. Đẹp không? Chụp kiểu gì mấy cứ kiểu lên lên rồi. Màu đen đẹp, màu trắng. Chị phong thủy. Chị không thấy xe trước màu trắng nó lạ nên à? Đang phong thủy. Hiểu không? Kiểu này màu đen. Đấy kiểu ấy, chụp kiểu đấy đi. Bố lại đánh cho đấy, Cái đẹp hơn đấy. Kìa, nhìn bố kìa. Đây mà khám ơi. Đẹp không? Rồi. Ok. Ok rồi. Này. Được chưa? Ok chưa? Ôi. Đẹp chưa? Này nhận nhất mẹ qua mình là vòng 8 3 to quá. Được đấy. Mẹ bến. Đẹp thế. Ôi, chị vào đi để bố mày. Ôi, chị ấy đi để anh ấy đi rửa xe. Rửa xe. Đây chị cất hoa đi nhá. À đâu, hoa để đây tí nữa. Có việc. Rồi, để đây. Cất đi. Chị cất đi nhá. Ăn đây ăn gì em nấu. Ăn gì á? Ăn gì á là anh đi cả thế. Nhìn đi ăn nhà hàng. Khao xe. Anh đây có quà. Khao xe rửa xe đi ăn nhà hàng. Anh đây có quà chị nấu ăn. Ăn gì? Con ăn gì con? Ăn gì đấy? Ăn gì đấy? Thôi ăn uống tí sau đi. Bây giờ anh em đi rửa xe, đi rửa xe. Đi rửa xe đi ở nhà ăn gì bỏ bảo em đi mua nha. Vâng. Đi vào rồi. Đấy. Ý, đọc không biết chị mày đọc chưa? Hả? Chị xem không lý cái chỗ xe đi. Ok nhá. Mày thấy không biết đọc cái chữ anh Tuấn không nhỉ? Hả? Có nhìn thấy cái chữ anh Tuấn không nhỉ? Tôi đi trả xe cái giờ đi ăn đám cưới. Thấy xe của anh cứ mang về thì chị mới tưởng muốn theo thôi.
hoa cầm vào đi mà mang xuống hoa của em mang xuống mày đi qua mày luôn đi mày ra lấy hoa mày ra lấy hoa đi anh hà ra cầm hoa của em.